Dùng BHA có thể giảm được mụn hẩn, mụn đầu đen, sợi bã nhờn. Cái này thì ai cũng biết hết, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được BHA, đặc biệt là của Obagi. Và đây là có 2% BHA luôn. Mình đã sử dụng cái Obagi này được khoảng 4 5 tháng gì đó rồi và mình thấy cái hiệu quả mà giảm mụn đầu đen, mụn ẩn cũng như là sợi bã nhờn rất là ok luôn. Tuy nhiên thì cái quá trình mà mình sử dụng nó cũng hơi khó khăn một xíu, nên là hôm nay mình sẽ quay cái video này để chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình đã sử dụng em BHA 2% của Obagi như thế nào, để những bạn nào mà mới mua cái này thì có thể tham khảo thử cái clip này xem là có phù hợp với mình không, thì có thể áp dụng cái cách này thử nha. Điều thứ nhất, bất cứ một sản phẩm nào mà mình vừa mua về cho dù là skincare hay makeup, đa số thì mình đều sẽ test sản phẩm trước lên trên một cái vùng da nhỏ. Các bạn có thể test ở cái phần cổ tay này cũng được, nhưng mà Dinh thì Dinh thường sẽ test vào cái chỗ cầm ở đây nè. Mình sẽ test thử xem là mình có phù hợp với cái sản phẩm đó không. Lỡ như mình có dị ứng với một cái thành phần nào đó trong sản phẩm, hoặc là mình có kích ứng với một cái thành phần nào đó trong sản phẩm, thì mình có thể biết liền và ngưng sử dụng sản phẩm, thay vì để cho nó kích ứng nguyên cái mặt thì rất là ghê, đúng không? Thứ hai là khi mà Dinh mới đem sản phẩm về á, thì mình sẽ không dùng trực tiếp BHA lên da, bởi vì cái BHA Obagi này nó là một dạng toner nên thường là sẽ sử dụng sau khi rửa mặt xong. Tuy nhiên sau khi rửa mặt xong thì mình thấy là tình trạng da lúc đó nó cũng sẽ hơi khô và nó sẽ khá là dễ bị kích ứng nếu như mà da mình không có chịu nổi một cái treatment mạnh như thế này. Nên là với những cái lần đầu tiên sử dụng thì mình dùng theo cái kiểu gọi là kẹp ẩm. Chữ xấu quá. Thì cái kẹp ẩm này thường á là sau khi rửa mặt xong, mình đây, sau khi mình rửa mặt xong mình sẽ tiếp tục dùng toner. Sau đó mình mới dùng BHA. Và tiếp theo sau đó là sẽ có một bước phục hồi và dưỡng ẩm. Thì đây là cách mà mình sử dụng trong suốt khoảng 2-3 tuần đầu tiên luôn. Đối với mình thì cái bước này giống như là đang để da mình làm quen cái cảm giác mà mình sẽ đưa BHA lên mặt, để da mình hiểu là mình sẽ sắp phải chung sống với cái tụi BHA này rồi, tụi nó khá là mạnh mẽ đó. Nhưng mà không sao, trước cái bước BHA này mình đã có thêm một bước toner để làm ẩm lại cho da của mình, để BHA này cảm giác nó sẽ hơi loãng ra, thì nó sẽ không có quá mạnh nữa và nó sẽ không gây kích ứng liền ngay lập tức lúc đó. Sau 3 tuần thì mình sẽ đổi thứ tự của hai cái này. Mình rửa mặt xong thì mình sẽ sử dụng BHA luôn. Sử dụng BHA xong thì có khi mình xiên mình dùng toner, còn không mình bỏ luôn cũng được á. Rồi mình sẽ tới cái bước phục hồi và dưỡng ẩm. Thì cái bước phục hồi này nè là cực kỳ quan trọng luôn á. Tại vì thường á sử dụng những cái chất mà axit mạnh, ví dụ như BHA, thì mình sẽ cần một cái bước phục hồi rất 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 là xịn để mình có thể phục hồi lại da khi mà da mình đã sử dụng axit trước đó. Như vậy thì da mình nó sẽ không có quá dễ bị kích ứng. Và thứ ba là tần suất sử dụng. Thì lúc mà mới mua về mình đương nhiên là không thể nào mà dùng cách ngày như người ta được. Thì mình chỉ dùng đâu đó khoảng một lần cho một tuần thôi. Mình dùng như thế này khoảng tầm 2 tuần thì phải. Đó, sau 2 đến 3 tuần. Cái này mọi người tùy cảm nhận cá nhân nha. Nếu như mà mọi người cảm thấy là sau 2 tuần rồi mà da của mình nó vẫn còn hơi khó chịu với cái chất BHA này. Khó chịu đây là gì? Ví dụ mọi người thấy là hơi châm chích nè, hoặc là thấy nó hơi nóng, hoặc là thấy nó hơi bị khô quá. Đó, nhưng mà không phải là bị kích ứng nha. Nếu như bị kích ứng là mình nên ngưng liền, tại vì có thể là da mình không phù hợp với BHA hoặc là không phù hợp với cái sản phẩm này. Còn những cái trường hợp ví dụ như hơi khô, hơi bong chóc hoặc là hơi châm chích cái lúc mà mình thoa á, thì Dinh thấy đó là một cái phản ứng khá là bình thường. Sau 2 tuần thì mình sẽ bắt đầu tăng lên là 2 lần một tuần. Mình sẽ sử dụng 2 lần một tuần như thế này trong khoảng 4 tuần. Và khi da mình đã tới 4 tuần như thế này rồi á, thì mình sẽ bắt đầu tăng lên là 3 lần một tuần. Và Dinh thấy á, là với cái BHA của Obagi á, thì nó sẽ hơi mạnh mẽ một chút xíu, cho nên là mình chỉ dùng 3 lần một tuần là tối đa thôi. Còn đối với một số loại BHA khác thì mình thấy là người ta vẫn recommend các bạn có thể dùng mỗi ngày liên tục luôn. Nhưng mà vì mình thấy là cái này nó khá là mạnh nên là mình chỉ dùng tối đa là 3 lần một tuần thôi. Và những ngày còn lại thì mình sẽ tập trung vào việc phục hồi da, cấp ẩm cho da. Và nếu như mà mình có dùng thêm những chất như là retinol nè, hoặc là mình có thể dùng thêm niacinamide chẳng hạn, thì mình có thể dùng vào những ngày còn lại trong tuần. Và có một điều lưu ý rất là quan trọng nếu như mình sử dụng BHA retinol hay là gì gì ha, thì đó là phải chống nắng thật là kỹ. Chống nắng này là một bước cực kỳ là quan trọng luôn. Và chống nắng kỹ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là sáng nào cũng phải chống nắng và phải sử dụng một cái kem chống nắng xịn, quang phổ rộng. Tại vì khi mà da mình sử dụng axit thì chắc chắn là nó sẽ hơi yếu đi một chút xíu. Mình cần phục hồi để giúp cho nó khỏe lại và mình cần phải bảo vệ nó để giúp cho nó khỏe hơn. Và đây là cả một cái quá trình mà mình sử dụng BHA của Obagi 2%. Thì đây là cái cách sử dụng cá nhân của mình thôi. Mà chu trình skincare hay là sản phẩm skincare thì nó đều có cái sự phù hợp riêng với mỗi người. Có thể như thế này phù hợp với Dinh, nhưng cũng có thể là bạn sẽ phù hợp với một cách khác. Cho nên là các bạn có thể xem thêm clip này để tham khảo và chọn ra cho mình một cái cách mà phù hợp với bản thân nhất. Ok, nếu như còn gì thì mọi người có thể comment bên dưới nha.